Ngày 12 tháng 4, Công an huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang cho biết đang trích xuất camera điều tra vụ một phụ nữ cùng hai người đàn ông nghi dàn cảnh trộm tiền của một cửa hàng bán tạp hóa. Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Hồng Như, 28 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lệ, ngày 9 tháng 4, chị đang bán hàng thì có hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm mang khẩu trang đi vào giả vờ mua sữa. Hai người đàn ông dàn cảnh lựa đồ và yêu cầu chị Như đi theo chỉ dẫn. Cùng lúc này, một người phụ nữ mặc áo khoác vàng, đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt, mang túi xách tiến đến tủ đựng tiền của cửa hàng. Sau đó lợi dụng sơ hở, người phụ nữ kéo tủ ra lấy tiền bỏ vào túi xách. Thấy có bóng dáng người phụ nữ đang di chuyển ra ngoài, chị Như chạy đến thì thấy tủ tiền đã bị kéo ra, có dấu hiệu mất trộm nên vội tri hô và đuổi theo người phụ nữ này. Khi chị Như vừa chạy thì người đàn ông mặc áo xanh đứng cản đường. Chị Như đẩy người này ra và chạy tới chặn xe người phụ nữ. Sau đó giữa chị Như và người phụ nữ trên cự cãi. Người đàn ông tiếp tục tiến đến giả vờ can ngăn và kéo chị Như lại để người phụ nữ rồ ga tẩu thoát. Cũng theo chị Như, số tiền bị người phụ nữ trên trộm gần 20 triệu đồng. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh của cửa hàng ghi lại được.